Chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai, kênh chia sẻ cùng nhau phát triển. Chúc các bạn một ngày Chủ nhật là vui vẻ và đầm ấm bên người thân các bạn ha. Các bạn thân mến, để làm mới cái kênh, thay đổi cái không khí ha, hôm nay thì Nông Thu sẽ quyết định mình mở một cái chuyên đề về giao lưu với các bạn yêu cây kiểng đã từng mà theo dõi cái kênh Thu Bonsai trong suốt thời gian qua. Trước khi clip phát sóng thì Nông Thu rất chân thành, rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh. Nhờ đó mà nó là cái nguồn động lực để Nông Thu tiếp tục phát triển kênh. Thì cái hôm vừa rồi thì cái đợt Covid các bạn, thì có một số khán giả thì cũng phản hồi về vấn đề là kênh Thu Bonsai tại sao dạo này quảng cáo hơi nhiều. Thì các bạn thân mến, thì vấn đề quảng cáo là do của nhà mạng họ chèn vào, và đó cũng là một cái kinh phí cho Nông Thu làm nghề, cái thứ nhất. Và cái thứ hai nữa là cái một số quảng cáo không được phép hắt vào kênh, thì Nông Thu không tài nào mình gỡ được mấy cái đó. Thành ra có những cái phim quảng cáo rất là nhiều là gây phiền lòng với các bạn, thì Nông Thu cũng chân thành xin lỗi các bạn ha. Nếu mà các bạn không thích thì có thể là các bạn bấm bỏ qua, các bạn chịu khó chút xíu thôi chứ biết làm sao bây giờ. Hôm nay thì mình làm một cái chuyên đề để mình giải đáp những cái thắc mắc của các bạn gửi về. Thì đương nhiên thì Nông Thu cũng đã nói rồi, thì Nông Thu sẵn sàng trả lời tất cả những cái dòng comment gửi về cho Nông Thu. Tuy nhiên có những câu hỏi nó rất là rộng, thì Nông Thu chỉ trả lời sơ thôi. Sẵn hôm nay thì mình trả lời cho cặn kẽ luôn các bạn ha, bởi vì những câu nó rộng quá thì mình không có thời gian để mình trả lời trên những dòng comment. Nông Thu sẽ chọn, nếu mà cái clip hôm nay mà được các bạn ủng hộ thì Nông Thu sẽ tiếp tục mỗi một tuần cho ra một lần clip giao lưu với các bạn ha. Các bạn thân mến, thì làm cây kiểng mà nó cũng nhiều lắm. Thì Nông Thu thì cũng không phải là giỏi giang gì đâu, mình không có chuyên ngành, nói chung là một thứ mình biết một chút, nhờ trong những đời mình chịu khó mình giao lưu phòng ở các nhà vườn, thì Nông Thu cũng cố gắng trả lời. Nếu những câu nào khó quá, đó cũng là một bài học cho Nông Thu. Nông Thu sẽ đi hỏi tất cả các nghệ nhân để giúp đỡ mình, để mình trả lời cho các bạn. Các bạn biết là khi học hỏi với nhau, người ta học tới già tới chết luôn, tới chừng nào xuống lỗ thôi, cái đó gọi là học chết luôn các bạn. Chứ nói là tôi đủ mà ai dỗ ngược xưng tên bảo là tôi là nhất trong cái làng chơi cây kiểng này, thì Nông Thu nghĩ là chắc là không có đâu. Trong ngành chơi cây kiểng là chúng ta không có phân ngôi thấp, không có phân cao phân thấp, mà những người biết chia sẻ có những cái mình không biết thế thôi, đi cùng nhau học hỏi. Rồi bắt đầu chúng ta tiến hành vào cái hôm nay ha. Buổi hôm nay là buổi cũng như là giao lưu các bạn thôi. Cái câu hỏi đầu tiên mà Nông Thu rất là làm tâm đắc là câu hỏi của một bạn mà mình không biết là cái bạn đó là nam hay nữ ha, lớn hay nhỏ thôi, cứ gọi là bạn đi, dùng cái từ chung gì cho nó dễ. Rồi cái bạn có cái nick là GTTR. Bạn đó hỏi Nông Thu như thế này, chắc là hồi nhỏ là: chú Năm ơi, cho con hỏi đặc sắc của mỗi loại mai chiếu thủy, lá kim, lá chung, lá lớn khác nhau như thế nào? Mà theo một câu hỏi nhỏ thôi nhưng mà nó mô phỏng rất là nhiều, nếu mà trả lời có thể Nông Thu trả lời 300 giấy cũng chưa hết. Thì các bạn biết là cái dòng mai chiếu thủy, đa số là cái người Việt Nam rất thích chơi mai chiếu thủy. Mai chiếu thủy là cái giống mai rồi, nó rất là dễ trồng các bạn ha, và cái điều kiện sống của nó không có khắc nghiệt. Các bạn có thể là trồng nước nhiều nó cũng không chết, mà nó khô cằn nó cũng cầm cự, nó cũng chịu được. Cũng như là 2 tuần lễ các bạn không tưới thì cây nó cũng không chết đâu, nếu mà cây nó đạt được cái độ trưởng thành nhất định. Mai chiếu thủy mà gọi là nói là nó có bao nhiêu loại thì Nông Thu cũng biết ăn án thôi, mình cũng không biết hết được. Ví dụ như nó bây giờ thì Nông Thu sẽ chia sẻ cho các bạn dễ hiểu là cái mai chiếu thủy các bạn chia làm 3 dòng chính: cái dòng lá kim lá nhỏ, cái dòng lá chung và cái dòng lá lớn. Cái dòng lá kim lá nhỏ thì nó có rất là nhiều loại, cũng như là kim thanh mai nè, cũng như là cây kim thanh mai dưới nó kêu bằng cây nói năng xương là quên rồi. Nói chung nó nhiều lắm bạn, nó nhiều loại lắm. Tự nhiên nói năng xương thì Nông Thu cũng không nhớ, tại vì khi mà làm thì Nông Thu cũng không có soạn bài trước, mình chỉ trả lời theo cái cảm tính của mình biết trả lời thôi. Đại khái là nó có chia là 3 dòng các bạn ha: dòng lá nhỏ, dòng lá trung và dòng lá lớn. Thì dòng lá nhỏ thì nó có cái ưu điểm của cái dòng lá nhỏ là các bạn có thể kìm hãm lại cho cây nó nhỏ lại. Các bạn có thể chơi bonsai nó rất là đẹp. Cái dòng lá nhỏ thì được cái nó xiên bông các bạn ha,
nhưng mà cái bông nó nhỏ thì đương nhiên cái lá nó nhỏ thì cái tỷ lệ thuận với cái bông, lá nhỏ thì bông nó nhỏ, mà bông nó nhỏ thì cái hương thơm nó không nhiều bằng những cái dòng bông khác. Rồi cái dòng cây mai lá nhỏ, lá mai chiếu thị lá kim nó nhỏ ha. Rồi cái mai chiếu thị lá trung, lá trung có những người gọi số giờ vừa họ gọi bằng lá nhĩ quý, xuất phát từ cái vùng đó. Nói chung là mình cũng không, cái thông tin mình theo mình thì mình chưa có kiểm chứng là thành ra mình chỉ gọi theo cách gọi địa phương, cái cách gọi dùng thôi. Các bạn dùng khác gọi là gì không biết, nhưng đại khái giờ gọi là mai lá chung. Mai lá chung nó cũng khá đẹp các bạn, cái lá nó hơi tròn mà nó ngắn chút xíu, được cái mai lá chung nó cũng xuyên bông, nó xuyên bông. Mà cái cây của nó mà các bạn chơi mai chiếu thủy mà cái tầng trung á, cái tầng trung mà các bạn chơi mai chiếu thủy dòng lá chung thì nó rất là ok, nó rất là đẹp. Rồi mai chiếu thủy lá chung nó chỉ có vậy thôi. Rồi còn mai chiếu thủy lá lớn, thế nông thu biết hiện tại bây giờ những cái dòng mai chiếu thủy lá lớn là giá trị nó rất là cao. Cái dòng mai chiếu thủy lá lớn thì nó có cái dạng nu hòa công và nu mặt khỉ, nói chung là nó có nhiều nu, và nu tròn tròn, nu bự cục, nói chung cái mai chiếu thủy á, khi mà các bạn chơi dòng mai chiếu thủy thì cái thân cây nó càng săn sùi chừng nào, nó càng u nằng chừng nào thì cái cây nó giá trị cao chừng ấy. Thì bên cạnh đó nó phải có bộ đế cho đẹp, bộ tán cho ngon lành ha, bộ tán phải cho nó đạt chuẩn. Thì dòng chơi mà nếu mà chơi dáng á, thì nó có hai cái dòng chính. Cái dòng chơi là chơi dáng bài là các bạn chơi thế, các bạn chơi thế là thế phong tranh, gió lùa hay dáng trực, hay là dáng đổ gì đó là các bạn chơi bài. Còn nếu mà các bạn mà chơi theo cái kiểu cổ á, chơi kiểu cổ các cụ ngày xưa thường đánh theo cái mâm, các bạn đánh theo mâm mà chơi kiểu mà tứ diện, hoặc là chơi theo cái kiểu là tam ca ngũ thường, đó là cái dòng cổ. Thì nói chung là bạn thích chơi dòng gì, đó là mình thích chơi thì mình chọn theo cái dòng, cái trường phái đó mình chơi thôi, chứ không có thể là mình nói được cái dòng chơi này nó hơn dòng chơi kia. Chúng ta không có nên phân là coi thứ trong cái chuyện đó ha. Ai thích chơi thì cứ chơi thôi. Cái đặc điểm của cây mai chiếu thủy lá lớn các bạn, cái phun cây nó rất là cao, bạn có thể mà tạo một cái dáng cây cao từ 2 đến 3 mét, cao như thế luôn á, rất là cao các bạn, rất là lớn các bạn. Tin cho bạn về miền Tây á, có những người người ta trồng theo cái cổng các bạn, cái cổng chào họ uống thành mai chiếu thủy, hình con này con thú á, hoặc hình cổng chào người ta vẫn dùng mai chiếu thủy. Cái loại lá lớn thì nó đặc biệt, cái loại lá lớn thì nó sống rất là bền bỉ, nó chịu lạnh rất là tốt. Thành ra các bạn phía Bắc á, và phía Bắc là nếu mà các bạn chơi cái dòng lá lớn thì Nam Thu nghĩ là nó sẽ phù hợp hơn. Cái dòng lá lớn thì cái lá nó bự, khi mà các bạn xiết ở thành những cây bonsai nhỏ thì nó không có đẹp. Nhưng mà các bạn biết cách trồng, các bạn biết cách xiết lá thì lá nó cũng nhỏ xíu, nó cũng dễ yêu lắm. Và đồng thời cái bông của cái mai chiếu thủy lá lớn thì nó to, cái cuốn hoa nó dài hơn, và cái độ hương thơm nó ngào ngạt hơn những cái loại bông khác. Và cái đồng thời là cái mai chiếu thủy nó có hai dạng, mai chiếu thủy lá lớn nó có hai dạng, một dạng da đen với một dạng da trắng. Có nhiều bạn thì mới bắt đầu biết chơi thì các bạn có vẻ các bạn nghe cái màu trắng thì các bạn thích hơn đúng không? Các bạn có tưởng tượng như là bao giờ cũng vậy mà cái trong đầu của các bạn mà chơi thì cái khi cái màu trắng là nó đẹp, giống như các cô gái cô màu trắng thì sẽ được nhiều người thích hơn. Mai chiếu thủy vậy, nhưng mà ngược lại, cái mai chiếu thủy nếu mà các bạn chơi mà cái dòng da đen, nu lá lớn da đen là cái dòng đó rất là quý, rất là có giá trị. Bởi vì cái cành của nó đen, cành nó hơi sậm màu, thành ra so với màu trắng màu đen thì cái cành nó cũng độ chênh lệch màu không lớn. Nhưng mà cái mai chiếu thủy da đen thì cái lá nó xanh sậm hơn. Còn cái mai chiếu thủy da trắng lá lớn da trắng thì cái lá nó không có sậm màu, nó dạng như nó phớt xanh xanh giống như xanh bọc chuối á. Thành ra cho dù các bạn chăm sóc thế nào cũng vậy là cũng không được, tại vì nó là do cái giống cây nó như thế các bạn, giống cây nó như thế, thành ra các bạn có muốn cũng không được. Thành ra khi mà chơi các bạn nên chọn lựa theo sở thích của mình phù hợp. Phải nói thẳng công tâm mà nói thì mỗi một loại nó có một ưu khuyết điểm riêng. Mình cứ thích chơi thì mình cứ chơi thôi, thích em nào mình cứ rinh em đó, giờ mình sở hữu em đó thôi, chiếm lĩnh em đó thôi. Còn ai nói sao kệ của họ, mình không thể nào mà mình đi theo trào lưu. Các bạn đi theo trào lưu thì các bạn sẽ dễ bị nhàm chán, tại các bạn không có mục đích theo trào lưu. Ví dụ hôm nay trào lưu cây này nó có giá thì các bạn đổ xô thì các bạn mua cây đó, sau thời gian rồi trào lưu cây này nó sọp xuống thì các bạn vô tình các bạn buông cây ra. Bởi vì khi mà chơi cây chăm sóc càng lâu thì cây nó càng có giá trị. Rồi cái câu thứ nhất các bạn thấy không, nó ngắn gọn thôi mà nó mô phỏng nó rất là rộng. Thật ra Đông Thu chỉ chia sẻ, mà mình chia sẻ là mình tranh thủ thời gian thôi, chứ nếu câu này tranh thủ phanh phui ra nữa thì rất là dài. Thôi đến đó thôi ha, tạm thời đến đó thôi. Cũng trả lời, nếu các bạn mà cảm thấy không thỏa đáng thì các bạn cứ tiếp tục gửi comment về cho Nam Thu. Nam Thu sẽ trả lời trực tiếp trong cái dòng comment đó. Mà nếu những câu gì nó quá dài thì Nam Thu cũng sẽ
câu quá dài hoặc câu quá và câu hay thì Đông Thu sẽ tổng hợp lại và chủ nhật tuần sau Đông Thu cũng sẽ làm một cái chuyên đề về vấn đề về giao lưu với các bạn yêu cây kiện ha. Rồi cái câu thứ hai là có một bạn hỏi cho Đông Thu như thế này là chú Năm, các bạn có tên là cái nick tên là Suri Trần, là Suri Trần, có lẽ là tên này, có lẽ tên con trai ha, Suri Trần, là cái các bạn hỏi là chú Năm ơi, cho hỏi làm sao phát hiện được sứ thuốc cũ vậy vậy chú. À, chơi sứ là ai mà nói chơi sứ không thối mới là chuyện lạ, hầu như là người nào kể cả các nghệ nhân luôn, bước chân vô nghề chơi sứ là chuyện sứ thối là cái chuyện bình thường, nhưng mà quan trọng một cái là nếu mình biết cách xử lý thì cái tỷ lệ sứ thối thì nó sẽ ít hơn thôi, hoặc là mình sẽ cứu được những cây sứ quý. Còn nếu mà các bạn không xử lý kịp thì củ sứ nó sẽ hư. Nó hư thì mình sẽ bỏ đi một cây sứ quý thì mình rất là tiếc ha. À, các bạn biết là sứ thì nó hầu như là 90% là củ sứ là do thối, là do nước. Úng nước các bạn. À, úng nước thì nó bị thối củ sứ thôi. Nhưng mà nếu mà các bạn phát hiện củ sứ mà nó thối sớm thì các bạn có thể xử lý rất là kịp thời, các bạn cứu được em nó qua cơn nguy kịch. Nếu mà củ sứ mà nó thối quá nặng rồi, kiểu như là nó thối hết, là nó chiếm hết là 70% cái bộ củ của nó rồi, rồi các bạn cứu được nó thì nó cũng không còn đẹp nữa, thì lúc đó thì Năm Thu nghĩ là các bạn nên chia tay với em đó thôi, vĩnh biệt em đó ha. À, mình rước em khác về mình nuôi. Bởi vì cây sứ là mình phát hiện sớm, mà muốn làm sao phát hiện sớm là Năm Thu chỉ cho các bạn một mẹo ăn cũng là rất là đơn giản thôi. Nếu mà các bạn trồng sứ, thông thường cây sứ mà nó ưa bị là nhất là cái dòng sứ mà cánh kép nó ưa bị là nhiễm khuẩn lá, nó vàng lá hàng loạt, nó rụng lá. Nhưng mà khi mà sứ thối cũ nó vẫn vàng lá các bạn ha. Các bạn chú ý là sứ thối cũ nó sẽ vàng lá. Nó vàng lá nhưng mà cái lá sứ thối cũ nó hoàn toàn, cái lá vàng của, các bạn lưu ý, lá vàng của sứ thối cũ nó khác hẳn với cái lá vàng của sứ bị nhiễm nấm. Bởi vì sứ bị nhiễm nấm, cái lá nó vừa nhóm vàng một cái, tỷ lệ vàng đốm cái là nó buông cành. Nhưng mà cây sứ mà nó thối cũ á, cái lá nó vàng, nó không rụng. Đa số là nó không rụng mà nó khô, nó teo từ từ, nó khô luôn, nó dính luôn trên cái nhánh. Các bạn thấy những cây sứ nào mà lá vàng mà nó khô, nó dính luôn trên cái lá nó vàng mà nó khô đen, nó dính luôn cái lá, bảo đảm với các bạn là cây đó nó bị thối. Bởi vì cái sứ của mình là cái củ nó rất là lớn, có thể là nó thối củ này, thối củ kia, nhưng mà phần nào thối thì nó sẽ báo cho mình biết. Là các bạn lưu ý ha, sứ nó có 5 cành, cành thứ 5 tự nhiên nó lá nó vàng mà nó không rụng, mà tự nhiên nó khô, nó dính luôn lá. Các bạn dùng cái bàn tay, ngón tay của mình nè, các bạn moi nhẹ lên, các bạn lần theo. Bởi vì cái vị trí của củ sứ nó rất là nhiều, có những cái nó thúi từ trong tâm ra các bạn không phát hiện được, còn có cái thì nó thúi bên ngoài, thì chúng ta cầm ngón tay chọt vô một phát, chọt em đó một cái là nó xì nước ra một cái là bị thúi liền. Còn có sự củ sứ mà nó mềm, nó dẻo, nó mềm cái dạng suy dinh dưỡng và cái dạng thiếu nước thì nó mềm dẻo, các bạn chọt không có lủng đâu, cứ coi vậy nó dễ, nó dai dai vậy chứ nó chắc lắm, nó bền chắc lắm, chứ không phải thằng kia mà nó búp lên cái chọt cái xì nước ở liền. À, mấy cái củ mà chọt xì nước là mấy củ bị thối rồi. Thì khi mà các bạn phát hiện được rồi ha, các bạn phát hiện được rồi thì các bạn dỡ củ sứ đó lên, rồi các bạn rửa sạch sẽ, rồi các bạn sẽ cắt bỏ những cái phần thối của cái củ. Mà các bạn lưu ý rằng các bạn cắt khi nào các bạn nhìn vô cái nhân của cái củ á, cái củ các bạn cắt là giống như củ khoai mì ha, cái nhân của nó là không còn có một cái chấm đen, là cái kiểu là các bạn cứu được. Nếu mà các bạn tiếc, các bạn cắt á, chừa cái củ mà cái nhân nó có một cái chấm màu đen, thì từ màu đen nó sau này vi khuẩn nó còn trong trọng, nó sẽ phát tán thêm. Rồi các bạn cắt bỏ hết nếu các bạn cảm thấy là những cái củ nó thối, cắt bỏ rồi những củ chưa thối mà nó còn giữ được cái kiểu dáng cái body của em thì ok, thì các bạn tiếp tục nuôi. Còn cảm thấy cắt hoài cắt quỷ mà cắt hết trơn còn phù lự không, nuôi chi, bỏ mẹ cho rồi đi các bạn ha. Rồi các bạn cắt xong rồi các bạn treo ngược lên như thế này, treo cột ngược lên, treo vô cái nơi thoáng mát á, để cho gió nó thổi cho nó khô từ từ. Khoảng từ 3 đến 4 tuần các bạn bắt đầu tiến hành, các bạn trồng lại, thay đất mới các bạn trồng lại. Và trong ngay cái thời điểm mà các bạn trồng lại, các bạn có thể con tàn xả đồ lại hết xứ ha, thì năm sau nó sẽ lên đẹp như vậy. Đó là câu hỏi mình trả lời câu hỏi của bạn Julie Trần rồi ha. Bây giờ còn cái câu hỏi thứ ba là cũng là câu hỏi cuối cùng các bạn ha. Câu hỏi thứ ba của một cái cháu hỏi cũng Năm Thu thì cái hỏi nó không có khó, nhưng mà mình thấy mừng cười, mình dễ thương, mình muốn chia sẻ với các bạn. Cháu có tên là Hoàng Tâm Nguyễn, cái nick Hoàng Tâm Nguyễn, thì cháu có hỏi là cây mai của cháu nó có sâu rồi chú ơi, đã phun rốt và avin
được không chú, nó đã phun vót giao viên rồi, cứ tưởng là hai cái loại thuốc đó là trị được sâu. Các bạn thân mến, khi mà các bạn trồng cây, chắc câu hỏi này các bạn mới có một cháu mới bắt đầu bước chân vô về cây kiểng mới hỏi gọi như thế này. Bởi vì khi mà chơi cây kiểng thì các bạn chú ý, thì Năm Thu cũng chia sẻ rất là nhiều lần rồi. Thuốc á, mình phải chia theo nhóm. Một nhóm thuốc á, có thể là bây giờ các bạn dùng thuốc để kích cho cây thì các bạn chia thành ba nhóm đi. Một cái nhóm là chuyên kích thích cho cây ra rễ phát tròi, cái thằng rót thì nó giống như N3M như Atonic hay như cùm cát, là cái nhóm đó là chuyên môn nó kích thích tăng trưởng cho cây. Thì Năm Thu phát âm tên thuốc và âm bằng tiếng Việt thôi, thành ra cũng không chuẩn, mong là các bạn thông cảm tại mình không biết tiếng Anh nó kiểu sao. Đó là cái dạng đó các bạn lưu ý ha. Theo Năm Thu biết là có thằng rót này N3M nè, cùm cát nè, dưới thằng Atonic nè, là cái dòng đó là nó chuyên về nó kích thích cho ra rễ, kích thích cho cây ra tròi. Và cái dòng thứ hai là cái dòng mà trị bệnh cho cây. Cái dòng trị bệnh cho cây thì nó gồm có là nó gồm trị bệnh cho cây thì cái thằng này nó gồm nó chỉ trị sâu nè, bọ trĩ nè, côn trùng phá hoại cây nè, hay là mấy thằng riệp sáp đó, thì cái loại đó nó có tên là thằng Năm Thu thường dùng là con phi ro, thằng tai siêu, thằng rigen, nói chung là rất nhiều. Khi mà mua thuốc thì các bạn nên nhìn vô cái nhãn mác của bao bì, nên mua thuốc người Việt Nam, nên xài hàng Việt Nam trong vấn đề này, để các bạn có thể đọc được những cái thông tin người ta đã chia sẻ. Và khi mà sử dụng những cái loại thuốc này, các bạn lưu ý ha, các bạn giữ lại cái bao bì, bởi vì mình phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đôi lúc mà mình có bị ngộ độc gì thuốc đó, thì các bạn cầm cái bao bì đó đi đến bác sĩ thì người ta sẽ nhìn vô cái nhóm thuốc đó, người ta sẽ có thuốc để mà giải độc cho bạn. Các bạn không nên vội vàng mà quăng những cái loại thuốc đó đi, những cái nhãn mác đó đi. Các bạn lưu ý ha. Rồi, các bạn là thuốc, đó là nhóm thuốc dành cho các bạn điều trị. Năm Thu nhắc lại là điều trị cho là sâu, rầy, bọ trĩ, côn trùng cắn phá cây. Đó, mình chia nhóm thuốc như vậy thì các bạn đến tiệm thuốc mình mua. Địa phương mình có gì dùng nấy, không nhất thiết phải dùng giống như Năm Thu. Tại vì một thuốc thì nó bán đại lý, nó bán theo dùng mà độc quyền của họ. Rồi, cái dòng thứ ba là cái dòng bệnh trị về nấm các bạn. Sâu rầy với nấm là cùng hải lá như nhau, nhưng mà thuốc trị nó khác nhau các bạn. Trị nấm, trước trị thì các bạn thì thuốc trị nấm trên lá thì các bạn có thể là những bệnh về lá đó, nói chung là bệnh về lá nó cũng có nhiều loại lắm. Năm Thu chưa nói tóm gọn thôi, bệnh về lá gì cái dạng nấm á, cái dạng nấm làm cho trái bìa lá rồi dạng kháng thư nè, nấm hồng nè, vân vân. Thì các bạn có thể dùng mancozeb, mình sướng mancozeb hơn. Mancozeb nó có hai loại, màu xanh với màu vàng ha. Mancozeb, các bạn sử dụng mancozeb thứ một nè, các bạn sử dụng anchacon nè, các bạn sử dụng là cốc 85 nè, bây giờ thời các bạn có sử dụng Avil cũng được. Nói chung nhiều lắm, nó cũng có nhiều loại thuốc, bởi vì Năm Thu cứ nhắc đi nhắc lại hoài thì các bạn nên mua thuốc, nên xem lại bao bì. Có nhiều người bảo ông nội đừng nói nhiều quá, nhưng mà nó nhiều như thế mà nhiều bạn cũng không hiểu, mà tại vì thế giới cây kiểng ngày nay thì các bạn trẻ mới vừa bắt đầu bước chơi thì các bạn cũng không hiểu lắm, thì mình chịu khó chia sẻ chút xíu. Còn bạn nào thuộc dạng mà cao siêu rồi, lão tiền bối rồi, thì các bạn cũng đừng có bận tâm đến video của Năm Thu làm gì, xem chia cho ngứa mắt rồi bắt đầu rồi ngứa miệng rồi mỏi tay gõ chữ lung tung lên, Năm Thu thấy nó cũng không đẹp lắm. Bởi vì nghề chơi kiểng là cái thuốc chơi tao nhã, lời nói thì không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau các bạn hết. Thôi, cái chuyên đề hôm nay thì đến đây cũng khá dài rồi, Năm Thu cũng là xin nói lời chia tay với các bạn. Rất rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem hết clip này. Nếu các bạn có cảm thấy phù hợp thì chúng ta cùng nhau trải nghiệm, nhớ nhấn cái like, nhấn cái chuông và đăng ký kênh để nhận được từ Năm Thu những video mới nhất các bạn ha. Rồi, một lần nữa xin chào các bạn, hẹn gặp lại trong những lần phát sóng kế tiếp. Nếu mà các bạn mà thích cái video mà cái clip mà cái dạng như thế này thì các bạn để lại dòng comment, thì nó sẽ là nguồn động lực để cho Năm Thu tiếp tục làm cái clip theo cái chuyên đề này và phát sóng vào mỗi chủ nhật hàng tuần các bạn ha. Bye bye, hẹn ngày gặp lại.